Hôm nay thế giới Mọi nơi mọi chỗ Đều có Biến động Kiệt ngày nào cũng khấn Cha khấn mẹ khấn chư Phật Thấn chúa Khấn sư phụ là đức thầy Đức Phật thầy tan Đức bình phú sổ Đức trạng trình Đức Phật Trùm Đức Bổn Sư, Đức Sư Giải Bán Khoai, Đức Thương Tử Nha, Đệ Tử đang ngồi đây câu cát chờ Thầy, xỏ chuỗi chờ Thầy. Đức Thầy không xuất hiện, thế giới sẽ không có ngày bình yên. Kỳ cũng ngồi ở đây lãm nhảm hoài, quý vị, quý vị cũng chán luôn á. Cũng không biết làm sao, nhưng mà thiên cơ thì mình phải gắn nhãn nại, mình chờ. Ngày đó sẽ đến không quá xa nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà cơ vận thì đi hàng nghìn năm kiệt biết rất là nhiều cơ vận nhưng mà kiệt biết tám chín chục trăm giống như ngày hôm qua kiệt upload lên cái cái những ngày đầu mà lên trên mạng mà phố ô sa phỏng vấn với năm hai mười tám mùng ba tết thì kiệt lộ thiên cơ ra đó thì hôm nay nó đi trúng gần tám chín chục phần trăm là phần của kiệt còn phần hai phần trăm còn lại là do cha với hội đồng chư Phật muốn giảm đi cái số lượng người chết ở quả địa cầu này 10 chết bảy còn ba chết hai còn một mới ra thái bình thì bao nhiêu lần hội họp với tiếp xúc với sư phụ là Đức thầy thì nói thưa sư phụ có sư phụ giải thích dùm con cái câu sư phụ nói trong sấm cơ là 10 chết bảy còn ba chết hai còn một mới ra thái bình là như thế nào thì Sư Phụ Ngài sẽ nói Cái đó thì phải chờ xem Cái nghiệp và cái phước Của chúng ta Có chịu quay tâm lợi Từ lúc Ngài Kiệt lộ cơ Năm 2018 đến giờ Bao nhiêu đứa con Của Thượng Đế, của Phật, của Chúa Mà hiểu được Kiệt đó, Chứ không phải những sấm cơ nói là à, Chết Chết chính 90% nhân loại cái đó cũng không đúng phải do cái tâm mình quay trong những cái năm gần đây ai hiểu được kiệt bao nhiêu thì đó là gọi là sàng lọc